Xin chào tất cả các bạn đáng yêu đã trở lại với kênh của chị Bubu nha. Ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cách tụi em edit video ở trên chính chiếc điện thoại của mình. Thường thường thì chị edit video ở trên máy tính vì máy tính có con chuột và con chuột rất là dễ thao tác cũng như sử dụng. Nhưng mà những khi đi ra ngoài thì không đem theo máy tính thì chị cũng rất là hay sử dụng chiếc điện thoại của chúng ta. Vì bây giờ điện thoại tích hợp rất là nhiều chức năng và cũng dễ đem đi đây đi kia nữa mà không phải quá cần cần đúng không? Video tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cách tụi em in logo và dán ở trên sản phẩm nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng theo dõi thôi. Let's do it! Sau khi xem đoạn phim mẫu, bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm nha. Vào phần App Store của Apple và tụi em tìm kiếm chương trình Filmora Go. Tụi em cứ đánh chữ Filmora Go là sẽ ra. Chị không biết ở trên Android có hay không, chị sẽ mượn điện thoại và xem thử nhé. Bởi vì chị chỉ có dùng ở trên App Store là nhiều thôi. Bây giờ chúng ta sẽ download phần mềm này về, chờ một chút và dựa theo cái tốc độ nhanh của mạng thì chúng ta sẽ có được chương trình này ngay ở ngoài màn hình chính luôn. Sau đó chúng ta sẽ cấp quyền cho chương trình được sử dụng nguồn là nguồn hình ảnh ở trong thư viện ảnh của chúng ta cũng như là video có sẵn. Ngoài thư viện ảnh ra thì ở đây nó còn có thể lấy nguồn từ các cái preset có sẵn cũng như là hình ảnh ở trên Facebook, Instagram thì tụi em cứ việc đăng nhập là sẽ được sử dụng nhé. Chị chọn một cái video có sẵn ở trong library của chị và mình sẽ bấm và giữ cái ngón cái, ngón trỏ gì đó thì chúng ta sẽ xem được cái đoạn review của nó. Bạn xem trước để coi có đúng video chúng ta cần tìm không. Sau đó nhấn nút add để có thể chúng ta add cái nội dung vào. Bao nhiêu đoạn video thì tùy tụi em vì đôi khi chúng ta cần phải ghép nhiều đoạn video với nhau. Đây là nút chức năng trim. Trim có nghĩa là tỉa, thì chúng ta có thể tỉa đầu và tỉa cuối, tức là cắt ngắn á, cắt ngắn đầu và cắt ngắn đoạn đầu, cắt ngắn đoạn cuối. Chúng ta dùng thanh trượt để xác định được đoạn nào chúng ta cần và cắt đoạn nào chúng ta chưa cần thiết nhé. Sau đó cứ nhấn nút play để có thể coi trước cái đoạn xem đã vừa ý hay chưa. Chức năng tiếp theo là split. Split có nghĩa là cắt, chia đoạn ra đó, phân đoạn ra. Thì chúng ta dùng con trượt ở chính giữa để quyết định là cái đoạn nào bắt đầu từ đâu. Nó sẽ phân thành hai đoạn cho chúng ta, đoạn đầu và đoạn thứ hai. Thì chúng ta cứ dùng con trượt để xác định nhé. Chức năng thứ ba là chức năng reverse. Reverse có nghĩa là đảo ngược, là đảo lại trình tự thứ tự mà chúng ta quay đó. Thì khi mà sử dụng chức năng này, video của chúng ta sẽ được đảo ngược theo trình tự thời gian, tức là cái gì diễn ra trước sẽ được quay sau mà diễn ra sau thì lại được quay trước. Nó rất là giống khi chúng ta chơi TikTok mà dùng cái trò lưu quay ngược thời gian đó. Thì tụi em có thể coi ở trên màn hình chị đã sử dụng chức năng này như thế nào nhé. Còn chức năng duplicate, khi sử dụng chức năng này là dùng để nhân đôi cái video chúng ta đã chọn lên. Và chức năng cuối cùng là chức năng delete, tức là để xóa clip thì tụi em cũng đã biết rồi. Sau đó các em dùng nút back để trở lại màn hình chính của Filmora Go nhé. Chúng ta hãy preview bằng cái nút play để có thể biết được chính xác đoạn phim nào và với đoạn phim nào. Bởi vì thỉnh thoảng có rất là nhiều đoạn phim và nhìn cái hình nhỏ nhỏ thu nhỏ thì mình sẽ không thể nào nhận ra đó là đoạn phim nào đâu. Đây, thì dùng cái nút play đó chúng ta sẽ coi trước cái nội dung của đoạn clip và quyết định là như thế nào, chỉnh sửa tiếp theo như thế nào. Ở đây chỉ có 3 đoạn phim thành phần và khi chị bấm vào thì nó sẽ trở lại màn hình edit như lúc nãy. Thì nếu chúng ta vẫn muốn tiếp tục chỉnh sửa để cho vừa ý thì hãy dùng những cái nút chức năng đó nhé. Còn ở bên tay phải đang là thanh công cụ. Thanh công cụ thì gồm có rất là nhiều chức năng và nếu vẫn còn thiếu clip thành phần thì tụi em cứ trở ngược lại nha. Và bây giờ chúng ta đã đủ hết tất cả những clip thành phần, chúng ta cùng bắt tay vào edit từng cái clip một nhé. Thì ở thanh công cụ ở bên cạnh chúng ta có rất là nhiều chức năng và một trong những chức năng đó chính là chức năng edit tool.
thì dùng edit tool. Trong edit tool chúng ta có crop là cắt, thì chúng ta sẽ gọi là cắt góc đó. Thì gồm có zoom nè, dùng hai ngón tay, thì chúng em khi mà chúng ta dùng hai ngón tay kéo ra thì chúng ta sẽ có được cái phần clip mà tụi em muốn làm nổi bật hơn, tức là phóng to thu nhỏ đó. Và có chức năng subtitle để chúng ta thêm chữ vào nè, chúng ta cũng có thể sử dụng emoji ở đây luôn. Thì chị thấy rất là nhiều bạn thích sử dụng emoji và chị cũng đang tập sử dụng đó. Bởi vì chị nhắn tin chị cảm thấy là mình hơi khô cứng, cho nên là các bạn cứ dùng emoji cho nó thêm sinh động nhé. Có rất là nhiều cách để làm cái phần title như vậy, nhưng mà kỳ này thì chị chỉ có nhập đại một cái dòng nào đó vô thôi nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ chỉnh sửa cái phần text đó, phần chữ đó của chúng ta theo vị trí như chúng ta mong muốn. Ở bên tay trái thì cũng có rất là nhiều cái style, tức là cái kiểu mà chúng ta có thể sử dụng hiệu ứng cho cái chữ mà chúng ta đã đánh ra. Thí dụ như là nhấp nháy, rồi phóng to thu nhỏ, rồi xuất hiện như là sao rơi, rồi thu nhỏ phóng to này nọ. Thì các em cứ thử nghiệm nhé. Tiếp theo chúng ta có một cái chức năng đó là hình như là lồng vào một cái hình nào đó, thì chúng ta có thể lựa chọn hình đó từ trong library, trong thư viện của chúng ta, hoặc là sử dụng cái mà chương trình cho sẵn. Như ở đây là chị sử dụng chương trình cho sẵn nè. Tiếp theo là voiceover. Voiceover là chúng em thu âm, thì đôi khi chúng ta sẽ quay một cái video trước và về nhà chúng ta mới thu âm chứ không thu tiếng trực tiếp. Tiếp theo là filter. Filter thì chương trình cho sẵn rất là nhiều filter đẹp và nó đã chỉnh màu sẵn rồi, chúng ta chỉ cần lựa chọn và áp vào trong video là sẽ được cái màu mà chương trình nó cung cấp cho. Đây, tiếp theo là có những cái dãy hiệu ứng khác đẹp hơn, như là những cái hiệu ứng phim chuyên nghiệp á, thì các em cứ tiếp tục mày mò và sử dụng hết những cái công cụ mà Filmora cung cấp nha. Ở đây chị sử dụng thử một cái hiệu ứng tuyết rơi. Chúng ta cũng có thể thêm element là những cái thành phần như là trái tim nè, rồi có cái máy bay giấy, rất là nhiều thứ luôn. Ở đây chương trình cho rất là nhiều. Và đặc biệt là có những cái hiệu ứng đặc biệt khác dành cho những cái phần intro. Lóe mắt một cái là chúng ta sẽ có một cái intro vô cùng đơn giản và cũng rất là dễ edit luôn. Chỉ cần nhập những cái dòng text mà chúng ta mong muốn vào và lựa chọn cái phong cách cho nó khi xuất hiện là chúng ta đã có một cái intro nhìn rất là ngầu luôn. Thì các em cứ trải nghiệm nha. Ở đây chị sẽ làm thử chữ thank you để cho tụi em thấy những cái hiệu ứng nó hiện ra như thế nào. Rất là đẹp đúng không? Và cực kỳ dễ tùy chỉnh luôn. Có đôi khi là làm trong những cái video về lễ hội hoặc là restock thì rất là cần thiết. Tiếp theo là speed, là tốc độ nhanh rồi chậm, thì tùy tụi em nhé. Có 3 mức nhanh và 3 mức chậm, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của từng người thì chúng ta sẽ áp vào cái video theo sao cho nó phù hợp. Như video ở bên trên chị đang chiếu thì chị sẽ chọn làm nhanh phần sau và làm chậm phần đầu để cho làm nổi rõ cái logo hơn. Thì tụi em cứ chọn fast 2x hoặc là 4x, tức là nhanh 2 lần hoặc là nhanh 4 lần. Rồi các phần slow là chậm 3/4 hoặc là chậm 1/2. Cứ thử bỏ vào trong video và nhấn preview là tụi em sẽ thấy cái hiệu ứng nó hiện lên như thế nào, áp vào như thế nào ở trong video của chúng ta nha. Tiếp theo là rotate là xoay. Thì đôi khi video của chúng ta quay thì nó lại nằm ngang so với màn hình, chúng ta dùng cái chức năng này để có thể rotate lại và cho nó xuôi chiều với cái phần mà chúng ta mong muốn. Ở đây chúng ta có thể sử dụng cái thanh trượt để chỉnh độ sáng nè, độ tương phản nè, xong rồi độ sặc sỡ của màu, cũng như là temperature, nhiệt độ, cái độ ánh, rồi sharpness, độ tinh xảo, và gọi là cái gì ta, làm cái phần này là mờ cái phần bên ngoài rìa để cho tập trung vào cái phần bên trong đó. Chức năng cuối cùng mà chương trình thêm cho chúng ta đó chính là music.
thì nó có một số các cái bài nhạc cho sẵn, thì tụi em cứ lựa chọn và thêm vào để cho cái video của chúng ta càng ngày càng hay hơn. Và cuối cùng là hiệu ứng transition, là những cái hiệu ứng chuyển cảnh giữa các cảnh với nhau, thì có rất là nhiều lựa chọn, tụi em cứ thử và đặt vào những cái đoạn để xem nó có mượt không nha. Phím chức năng cuối cùng là nút save, thì khi bấm vào nút này nó sẽ save lại toàn bộ nội dung mà chúng ta đã edit trên cái video clip vừa rồi, thì nó sẽ exporting từ 0 cho đến 100. Cái quá trình này hơi lâu, sẽ khoảng mất 1 phút đến 2 phút nếu mà clip nhẹ, mà mất khoảng 5 đến 10 phút cho clip nặng. Nhưng mà thường chị không thấy cái clip nào mà quá 15 phút đâu, nên chúng ta cứ ngồi chờ xem sao. Sau khi đã được xuất file ra rồi thì sẽ có nhiều cái lựa chọn cho chúng ta lựa chọn, thí dụ như post thẳng lên Instagram, hoặc là trên YouTube, hoặc là save vào trong thư viện của chúng ta để sử dụng cho mục đích khác. Cái đoạn clip đầu khi tụi em xem chính là cái sản phẩm được làm ra từ Filmora Go ở trên điện thoại. Tụi em tham khảo xem sao nhé. Chúc tất cả các em thành công với Filmora Go.